làm một tô phở vào buổi sáng trong con hẻm nhỏ ngay sát bên cạnh nhà vợ. Bát phở của vợ tôi trông chán đời các bạn nhỉ. Không biết ăn hành cũng là một cái tội. Vậy là chúng tôi đã xong bữa sáng rồi đó các bạn ạ. Giờ thì vợ vào làm móng tay, móng chân. Còn tôi làm cốc trà đá vỉa hè, cắm đường, cắm phố. Rít một hơi thuốc rồi nhìn về xa xăm.
hồi rất lâu, giờ thì vợ đã làm xong bộ móng của mình. Hiện tại đang là 2 giờ chiều. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là quán ngan cháy tỏi. Hà Nội giờ có rất nhiều đường trồng cây chuối ở giữa như thế này, nhìn như ở resort ấy các bạn nhỉ. Vừa đến nơi, vợ lại cho em Tiểu Kỳ Lân bú thêm một cữ nữa. Ngan cháy tỏi nè. Bát nước dùng măng tiết, rổ rau thơm. Tôi gắp cho vợ, rồi lại gắp cho tôi. Ngan sốt tiêu xanh nhìn hấp dẫn các bạn nhỉ. Tôi lại gấp cho vợ. Rồi lại gấp cho tôi. Thank you.
tiền tiêu. Xong bữa trưa, giờ chúng tôi di chuyển thẳng về nhà, nghỉ ngơi, tối lại đi tiếp các bạn ạ. Buổi tối rồi nè các bạn ơi. Lúc này tôi đang đi bộ ra bãi để xe cách nhà chừng 750 mét. Ơ kìa, có cô gái trẻ đang chắn đường tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ăn tối tại Hồ Trúc Bạch.